Rồi. Các thành viên bé lớn ơi, các bé nhỏ đang đợi. Anh ơi. Chạy hàng chia đội anh ơi. Nín này cái chú kỳ cục á. Nín đang chơi mà tự nhiên à chọc ta. Rồi xong chưa? Theo quy định như này chúng ta sẽ có 3 team, 3 đội để thi đấu với nhau nha. Bây giờ các hàng đếm từ 1 đến 3, ví dụ là 1, 2, 3, xong mọi người tiếp theo là 1, 2, 3, 1, 2, 3 nha. Giúp em nha. Hàng nam trước nè, 1 nè. 1 anh. 1 em sẽ tính lại là đếm 1, 2, 3 rồi lặp lại nha. Có người nào không nghe không ạ? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Anh nhớ số mình không?